Nữ hoàng từng mắng William gay gắt vì đi cùng trực thăng với George. Thân vương William phải đối mặt những chỉ trích gay gắt từ nữ hoàng Elizabeth II do vi phạm các quy tắc liên quan đến người kế vị là hoàng tử George. Trong cuốn sách mới Ao King, chuyên gia và nhà bình luận hoàng gia Robert Johnson cho biết nữ hoàng Elizabeth II đã nổi giận khi biết thân vương William đưa George lên cùng chuyến bay trực thăng với anh. Đó là lý do tại sao bà ấy đã có những lời lẽ gay gắt với William sau khi cậu ấy bất chấp mong muốn của bà bằng cách đáp trực thăng tới Norfolk cùng tất cả thành viên trong gia đình, Jobson viết. Theo Robert Jobson, nữ hoàng Elizabeth II nổi giận bởi William không ý thức được hoàng tử Jock không chỉ là con trai anh mà còn là người kế vị tương lai. Việc cả hai người kế vị là William và Jock cùng bay trên một chuyến sẽ mang đến rủi ro, kế vị, nếu không may gặp tai nạn. Bà ấy đã cảnh báo William không được bay cùng Jock để phòng trường hợp xảy ra tai nạn. Bà nói với cháu trai rằng cậu ấy luôn phải nhận thức được vai trò quan trọng của người kế vị, Johnson viết. Hoàng gia có quy tắc nghiêm ngặt không cho phép những người kế vị đi cùng chuyến bay để phòng trường hợp tai nạn. Thân vương William, người đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng, nhiều lần được nhìn thấy cùng vợ kết và các con trên cùng chuyến bay. Năm 2016, William và kết cùng George đi trực thăng tới triển lãm hàng không Hoàng gia. William cũng được phát hiện cùng Kate, George và Charlotte đáp trực thăng xuống cung điện Kensington vào năm 2021. William, Kate, George và Charlotte cũng đi chung máy bay tới thăm Cardiff, thủ phủ xứ Wales, vào tháng 6 năm ngoái. Hoàng tử George, con trai vợ chồng thân vương xứ Wales, hiện đứng thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vàng, tiếp theo là công chúa Charlotte và hoàng tử Louis. Trong các sự kiện hoàng gia, George thường giữ vai trò quan trọng và luôn là tâm điểm chú ý. Gần đây cung điện Buckingham cho biết hoàng tử George 9 tuổi đã được chọn làm tiểu đồng cho vua Charles để tham trong buổi lễ đăng quang diễn ra vào ngày 6 tháng 5.